nay mình nấu bún riêu. Đây, cho các bạn xem. Hôm nay mình ăn tô nhỏ. Tô này là tô xe lửa nè. Nhưng muốn phải mình ăn. Nay đi làm về trễ quá các bạn. Vì bây giờ đã 8 giờ, gần 9 giờ tối rồi. 8 giờ 41 phút rồi. Nên mình ăn nhẹ thôi. Một rổ rau luôn. Nó chỉ có rau bơ rô, hành bơ rô, rau mùi này, rau ngò và xà lách. Mời các bạn. Đói bụng khủng khiếp. Mình nấu là có giò heo với lại sườn heo. Ủa, gân không có lấy ra hết ta. Và trưa này mình luộc gân riêng các bạn. Gân bò quên lấy ra nè. Quyết cái này làm tôm khô mình làm xay chung với thịt đó. Lấy cho bằng cái chanh đi. Cắt ra luôn, tập lên. Bỏ rau vô. Cái này ăn rau nhiều nó mới ngon. Một rổ rau luôn. Thường ăn mấy cái đồ ăn mà có nước các bạn là mình thích ăn nước nhiều hơn cái. Wow. Coi chừng cái tay á. Dao bén lắm. Ngày hồi sáng trước khi mình đi làm á, mình nấu. Nấu trước à. Rồi giờ mình đi làm về chỉ hâm lên ăn thôi. Chết bà. Tôi biết nó trong nó có nước. Cắn một cái nó xịt vô nóng hỏi luôn. Chỉ ăn rau thì ăn thịt đồ chơi vậy đó. Mà giờ tối quá. Nãy mình ra về á, ra khỏi chỗ làm là 8 giờ tối. Mình chạy xe thì chạy với ông ta lấy lụa luôn á. Nghĩ nguy hiểm thiệt chứ. Mà tự nhiên nó mệt cái muốn về nhà liền sao á. Mùa này không có rau muống. Hết rồi, hết qua mùa rồi. Không có mắm tôm luôn ạ. Thiếu mắm tôm. Mình thích ăn nhiều chanh. Hành
Hồi nãy mình chỉ lấy một đũa bún thôi các bạn. Lẽ ra là mình không ăn á. Ớt nè. Món này á mà thiếu ớt á làm như là nó mất hết 10% của cái ngon nè. Với chanh. Chanh nó cũng quan trọng lắm. Thiếu mắm nó không sao, tại vì mình nấu thì mình nêm bằng nước mắm. Nó đã gì đâu. Nào chính là cũng hai tháng mấy mình chưa ăn. Gần 3 tháng nữa chứ. À thấy nó ngon. Thấy rau. Các bạn có thử bào cái hành bơ rô để ăn với mấy món này chưa? Ăn với mắm kho hoặc là bún riêu cũng hợp lắm. Hành bơ rô nha, là cái hành cái to như vậy nè, mà nó dài ra gì nè, gọi là hành bơ rô. Còn cái hành mà nó giống như cái hành lá của mình á, mà nó bự hơn khoảng ngón tay á, cái đó không phải là hành bơ rô đâu các bạn. Cái đó là hành tây á, không phải là hành bơ rô. Hành bơ rô là nó dài gì nè, kề cái vòng tròn của nó đó, nó to bự gì nè, gọi là hành bơ rô. Cái ruột nó kêu. Hôm nay sáng mình đi làm mình ăn một chén canh bí. Vô chỗ làm 2 giờ rưỡi là mình đói quá chừng đói à. Nên là mình ngưng công việc lại mình đi ăn liền đúng không ạ? Nó mệt nữa, nó đói. Tại vì á mấy bữa trời đâu có ăn cơm, toàn lại ăn đồ ăn không. Rõ ràng nhìn thấy đã ha. Bên đây là có rau gì ăn rau nấy à. Không có bắp chuối luôn nữa. Các bạn biết không, mấy cái rau đó bán mắc lắm luôn á. Bắp chuối mà mình coi gần 11 euro ký. Khủng khiếp không? Khoảng gần 300 ngàn. 300 ngàn ký bắp chuối. Bông chuối mà. Ngon quá. Không phải mình nấu mà mình khen ngon, mà nó ngon thật sự luôn. Cái giò heo mình sáng thì mình luộc, mình canh nó vừa giòn giòn mà mình để nè, để trong nồi á. Rồi xong cái bếp của mình thì nó nóng ra. Rồi chắc hồi nãy nhà con mình nó hâm lại nữa nên nó mềm xèo. Giờ heo này làm chén nước mắm ớt ấy mà. Chấm là ngon lắm luôn á. Mình đói quá mình không nghĩ tới luôn. Về chỉ muốn ăn liền. Mình không có gạch cua, mình mới lấy tôm khô á, xay với thịt. Xay chung với thịt.
thịt heo á, rồi với lại mình đánh trứng trộn chung với trứng, mình làm hành gạch, gạch cua giả, gạch tôm. Mình ăn cái này á thì mình thích nhất là đậu hũ, mình thích nhất đậu hũ luôn. Đậu hũ thì mình mua đậu hũ tươi về nhà mình chiên, chứ mình không có mua người ta chiên sẵn, tại vì không biết ta chiên ta lấy cái dầu cũ hồi đời nào mà, nên là mình toàn là mua đậu tươi về mình chiên thôi. Chịu khó chút xíu mình nó ngon. Mùa này đi làm về á, trời tối đen à. Chụp bên. Mùa hè các bạn, 9 giờ tối á mà trời á, sáng trưng à. Trời sáng trưng luôn á. Sáng giống như kiểu mà 5 giờ chiều bên Việt Nam mình vậy. Mình ăn mà mình ngẫm nghĩ hiếu hiếu cái gì, nhớ ra là mấy hiếu chả. Không đủ thời gian làm thôi, tại vì sáng có 1 tiếng đồng hồ để làm, nên là giò heo á mình cũng hầm bằng cái nồi nồi áp suất cho lẹ, hầm 10 phút. Mà nhà mình xa chợ, đâu phải hở cái đi mua được đâu. Có thôi. Nên mình nấu á, mình nấu bún riêu, hủ tiếu, phở, bún bò Huế gì á thì đều phải ăn 2 lần. Dù mình nấu hồi trưa phải không?
chiều mình ăn rồi ngày mai trưa ngày mai ăn, tại vì nấu là nấu một nồi rất là to luôn á, là mình mua 6 cái giò heo, 1 kg xương, cái sườn á, rồi còn thịt xay nữa để là mình gạch làm gạch nữa, nên nó mỗi lần nấu là phải ăn 2 lần. Cảm ơn các bạn đã xem video. À, các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh của mình.